Vật tư Lan Nguyễn xin chào các anh các chị cùng toàn thể các bạn. Rất là nhiều người hỏi cái mẫu B1 Thái Super hay còn gọi là B1 Thái Hồng hay còn gọi tiếng Anh là Grofel B các anh các chị nhé. Thì hôm nay bên em đã cho về đủ 3 dung tích là 100ml, 1000ml và 5000ml các anh các chị nhé. Với cái chai nhỏ này thì đã được công ty nhập chính về rồi và đã có dán tem tiếng Việt hướng dẫn cho các anh các chị nhé. B1 Thái Hồng này thì nó sẽ giúp là cho cây nó được ra rễ nhanh này, ra rễ mạnh này, tạo một cái bộ rễ tốt với nhiều rễ mập mạp giúp cây hút được cái nhiều dinh dưỡng hơn. Ngoài ra thì nó cũng giúp lẩy chồi nhiều, chồi mập, lá xanh và là dày lá. Khi mà dùng thì để phát triển cái lúc cây ra hoa thì nó sẽ giúp cho cây ra hoa được nhiều này. Với hoa lan thì phát cái vòi hoa sẽ dài này, hoa to này, màu sắc đẹp, cánh hoa dày và lâu tàn. Sử dụng thì các anh các chị sẽ pha là 1ml cho 1 lít nước các anh các chị nhé. Pha 1ml Grofel B cho 1 lít nước. Và những cái cây to, cây cần ăn mạnh hơn thì các anh các chị có thể pha 2ml cho 1 lít nước. Thì cái tỷ lệ này thì các anh các chị sẽ phải tăng dần dần nhé, để cho cây nó quen để hấp thụ nha. Như em đã nói thì hôm nay em sẽ về được 3 dung tích, tức là có cả hàng nhỏ 100ml, hàng 100ml này, hàng 1000ml tức là 1 lít này, và hàng 5000ml tức là 5 lít nhé. Cái can kia là can 5 lít các anh các chị nhé. Với một cái chai nhỏ 100ml bên em đang gửi đến các anh các chị cùng toàn thể các bạn, giá nó sẽ rơi vào 30.000 đồng cộng phí ship. Các anh các chị lấy kết hợp ở bên em, bởi vì bên em sẽ gửi hàng từ 100.000 đơn, đi đơn từ 100.000 nhé. Các anh các chị kết hợp cùng các sản phẩm khác ở bên em nhé. Với chai nhỏ 100ml này thì đã có tiếng Việt đầy đủ các anh các chị nhé. Có thể các anh các chị có thể về đọc tham khảo này. Các thành phần của nó gồm có các chất trung vi lượng này, rất là quan trọng và cần thiết cho cây, cũng như là có cả cách hướng dẫn sử dụng và bảo quản các anh các chị nhé. Mọi người cũng hay gọi tắt bằng cái tên tiếng Việt của nó ở trên chai này là phân bón vi lượng Amilo 777 đấy ạ. Với cái chai 1 lít B1 Thái Hồng này thì bên em đang gửi đến các anh các chị cùng toàn thể các bạn, giá nó sẽ là 155.000. Và với can 5 lít ở bên tay phải này thì sẽ là 575.000 đồng cộng phí ship các anh các chị nhé. Tất cả ở đây em báo giá đều chưa có phí ship nha. Và cái phí ship thì nó sẽ rơi vào 30.000 đồng trên một đơn nhé. Một video ngắn thì vật tư Lan Nguyễn vừa mới giới thiệu đến các bác cây yêu lan, các anh chị vườn lan, cái dòng thuốc B1 Thái Hồng. Cảm ơn các bác đã theo dõi hết video. Ai chưa đăng ký kênh thì đừng quên nhấn đăng ký kênh ủng hộ cho vật tư Lan Nguyễn nhé. Và số điện thoại thì em đã gắn ở góc trái màn hình là 0878151998, số của kèm Zalo. Ai chưa đăng ký kênh thì đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho vật tư Lan Nguyễn có động lực làm video tiếp theo. Bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video ngắn lần sau nhé.